Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, vừa qua đoàn công tác công ty trách nhiệm hữu hạn Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, địa chỉ tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, do thầy Võ Duy Tiến, giám đốc, và thầy Nguyễn Tấn Thanh, phó giám đốc, làm trưởng đoàn, đã có chuyến đến thăm hỏi, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với công ty giải pháp sức khỏe MyDI tọa lạc tại 783-785 Lạc Long Quân, phường 10, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh về các hoạt động trên lĩnh vực sức khỏe, đặc biệt là phương pháp hỗ trợ điều trị bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn. Tiếp và làm việc với đoàn có thạc sĩ, dược sĩ Hồ Văn Hiền, giám đốc công ty giải pháp sức khỏe MyDI và là thạc sĩ giảng viên môn quản trị và marketing. Hai bên đã có những trao đổi cởi mở về các hoạt động trên lĩnh vực sức khỏe, đặc biệt là phương pháp hỗ trợ điều trị ung thư giai đoạn muộn. Thầy Võ Duy Tiến và thầy Nguyễn Tấn Thanh đã chia sẻ về kinh nghiệm hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí trong lĩnh vực hỗ trợ điều trị bệnh nhân ung thư. Thạc sĩ dược sĩ Hồ Văn Hiền, giám đốc công ty giải pháp sức khỏe MyDI, đã chia sẻ về phương pháp hỗ trợ điều trị bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn của công ty. Hai bên đã thống nhất sẽ tiếp tục hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm trong thời gian tới. Đoàn công tác đã được tham quan cơ sở vật chất và trang thiết bị của công ty giải pháp sức khỏe MyDI. Thạc sĩ dược sĩ Hồ Văn Hiền đã giới thiệu về quy trình hoạt động của công ty. Chuyến công tác đã đạt kết quả tốt đẹp, hai bên đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm quý báu từ nhau. Chuyến công tác đã góp phần tăng cường hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực sức khỏe. Trong thời gian tới, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác hợp tác với các tổ chức doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực sức khỏe, cần nâng cao chất lượng hoạt động của công ty để đáp ứng nhu cầu của người bệnh, cần học hỏi và áp dụng các phương pháp điều trị ung thư tiên tiến nhất. Chuyến công tác đã giúp công ty trách nhiệm hữu hạn Cha Tường Yêu Thương Cho Không học hỏi được nhiều kinh nghiệm quý báu từ công ty giải pháp sức khỏe MyDI. Những kinh nghiệm này sẽ giúp công ty nâng cao chất lượng hoạt động và đáp ứng nhu cầu cho bệnh nhân tốt hơn. Kính thưa thầy Thanh, quý thầy, quý cô bác, anh chị em, rồi quý đồng nghiệp và các bạn hữu có mặt trong gia đình của Hiền trong thời khắc rất là đặc biệt này. Ngày hôm nay là ngày giỗ tổ, nhưng mà đặc biệt hơn nữa đó là hôm nay cái điều thứ nhất mà Hiền muốn nói đó là lời chúc mừng. Chúc mừng quý thầy, chúc mừng quý anh chị em, cái sự hy sinh thầm lặng của các thầy và anh chị em á, với bản thân Hiền xem đó là một sự hy sinh rất là tuyệt vời. Là một người làm công tác khoa học trong ngành này, Hiền cảm thấy rất ngưỡng mộ các thầy cũng như quý anh chị em. Những cái sự hy sinh đó, rất nhiều cái nhà máy sản xuất dược phẩm đồ sộ hàng tỷ đô la trên thế giới, rất nhiều nhà khoa học ngày đêm nghiên cứu, nhưng mà bản thân Hiền tin rằng sẽ một lúc nào đó họ sẽ quay đến đây gặp lại anh em mình, và với những công việc làm rất là bình thường nhưng mà rất là tuyệt vời. Cái thứ nhất. Cái thứ hai, ngày hôm nay cái sự hy sinh đó biết đâu có thể là một cái sự chưa chắc mà được các cái đồng nghiệp, các bác sĩ họ tin tưởng. Nhưng cái sự kiện ngày hôm nay diễn ra hy vọng rằng là cũng một cái bước để cho xã hội, những nhà khoa học, các đồng nghiệp họ công nhận đây là một cái thành tựu. Vì cái điều quan trọng là làm sao chúng ta mang lại cái sự sống cho con người, đó mới là cái điều đáng để chúng ta trân quý. Việc thứ hai là cho Hiền cũng được tri ân tất cả cái sự hy sinh và những cái thành quả mà các thầy và anh chị em đã mang lại. Điều thứ ba là cho Hiền có một cái ước mong. Ước mong sao mỗi lần gặp nhau, quý thầy, quý anh chị em và Hiền cũng như gia đình luôn luôn cảm thấy được sức khỏe, được bình an, được hạnh phúc và có được cái nghị lực để tiếp tục ra đi mang lại niềm vui cho cộng đồng, cho cuộc sống. Xin hết cảm ơn. Và nhân hôm nay trong cái sự kiện này, chắc là cũng xin phép trước tiên cho một cái tràng pháo tay để cái chúc mừng cái thành tựu ngày hôm nay của chúng ta. Chúng ta chúc mừng nhau nha mọi người. Tràng pháo tay. Thì thông qua cái thời gian vừa qua đó, có biết tới bác Hiền. Bác Hiền là thạc sĩ, dược sĩ Hồ Văn Hiền, và là giám đốc chuyên môn của công ty Mendit AI Group. Thì có đó là giải pháp chăm sóc sức khỏe. Thì đón tiếp rất là nồng hậu tất cả quý thầy thuốc ngày hôm nay lên đây.
giống như hồi tối là cái chặng đường từ dưới miền Tây là quê hương Trà Vinh, khi đi lên trên này đó là vào lúc 4-5 giờ sáng, thì bác đã không có ngại công mà ra tận ngoài cổng ở ngoài lộ đó để đón tất cả các thành viên trong đoàn để vào đây. Thì cái điều đó là làm cho thầy Thanh cũng như tất cả các thành viên vô cùng là cảm kích. Thật sự là cái sự xúc động ở trong lòng mình không biết diễn tả như thế nào. Bởi vì như thầy Thanh á, cũng như các thầy ở đây là những người muốn đóng góp, cống hiến cho cuộc đời này, lo cho những bệnh nhân ung thư. Thì mình làm bằng cái tâm huyết của mình và những gì cha Phêrô Nguyễn Văn Tường đã dạy cho các thầy, mà ngày hôm nay được sự tin tưởng và sự đón tiếp từ phía bác Hiền, như vậy là làm cho thầy Thanh cũng như tất cả thành viên rất là tri ân sâu sắc. Thì hôm nay nhân cái buổi gặp mặt hôm nay coi như là ngày đầu tiên là thầy Thanh được tiếp xúc với bác Hiền, thì cũng mong rằng sẽ có nhiều cái cơ hội để sau này bác sẽ có thể dành thời gian để dạy dỗ cho các thầy cũng như là các thành viên trong đoàn. Và một ngày nào đó hy vọng rằng bác sẽ đến quê hương Trà Vinh, nơi cha Phêrô Nguyễn Văn Tường sinh ra và lớn lên, cũng như là tới cái nơi phòng khám Yêu Thương Cho Không mà các thầy đang làm việc đó, thì hướng dẫn cho các thầy thuốc để góp phần nâng cao chuyên môn của mình và giúp cho những bệnh nhân ung thư ngày một có được những cái kết quả tốt đẹp hơn với cái chuyên môn, cái những cái sự hiểu biết rất là giá trị từ phía bác Hiền cũng như là tập thể thầy thuốc ở đây. Thầy Thanh xin thay mặt gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bác cũng như gia đình đã lo lắng và ân cần trong cái vấn đề mà đón tiếp cũng như là dành tình cảm dành cho phái đoàn. Xin chân thành biết ơn. Xin cảm ơn. Cho nói một cái tâm trạng của anh sau cái lần này thôi. Đến cái ngày mà chúng ta người bắt đầu nó khỏe lại mới nói với thầy Thanh lên, xin thầy Thanh ơi, thầy cho đi kiểm tra lại coi như thế nào. Cái thầy Thanh nói thầy nhìn lúc đó thì bắt đầu người là tươi tắn hồng hào lại, rồi nói rồi thầy mới viết giấy chú lên trên bệnh viện kiểm tra hết toàn bộ. Tôi nói thật chú về chùa ơi, nhìn coi như là thế là con mình sẽ không khổ vì mình nữa, thế là mình vẫn còn tiếp tục cuộc sống này một cách thoải mái, một cách vui tươi. Thành ra xin anh cho nói, thành ra với những cái giai đoạn đó thì tôi một lần nữa cho xin thứ nhất là cảm ơn các thầy Tiến, thầy Thanh, thầy Quý, thầy Hạnh và tất thầy Tưởng và tất cả những thành viên của phòng khám đã tạo cho tôi được một cái cuộc sống lại rất tốt, cho tôi vài lời như vậy lần. Rồi như vậy là anh Toàn đã sau khi anh lần bệnh á, đến bây giờ anh mới có mặt để chia sẻ những cái điều với ngày hôm nay đến với chúng ta, đúng không mọi người? Yeah. Thôi xin chúc mừng anh Toàn và chúng ta một tràng pháo tay để cảm ơn thầy và cảm ơn anh. Kính thưa quý ông bà cô chú anh chị, công ty giải pháp sức khỏe Mediai do thạc sĩ dược sĩ Hồ Văn Hiền sáng lập và điều hành, tập trung vào nghiên cứu và đưa ra các giải pháp bảo vệ sức khỏe chủ động, bao gồm thực dưỡng trường sinh Dr. Hiền, chế độ ăn uống giúp chuyển hóa cơ thể sang môi trường kiềm tính, giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính về ung thư, nước uống kiềm giúp thanh lọc cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường hệ miễn dịch, bài thuốc từ dược liệu hỗ trợ điều trị các bệnh mãn tính như hội chứng ruột kích thích, viêm đại tràng, tiểu đường, tim mạch, máy điện trường Medic giúp thông và làm sạch sẽ hệ mạch máu, cải thiện tình trạng mất ngủ, tiểu đường và thoái hóa xương khớp. Thạc sĩ dược sĩ Hồ Văn Hiền chia sẻ về mong muốn góp phần kiến tạo một xã hội khỏe mạnh, hạnh phúc, cải thiện chiều cao và kéo dài tuổi thọ cho mọi người. Công ty giải pháp sức khỏe Mediai là một công ty đã nghiên cứu và đã đưa ra giải pháp sức khỏe chủ động nhằm kiến tạo một xã hội khỏe mạnh, hạnh phúc và kéo dài tuổi thọ trong phong thái tự tin và phong độ. Dịp này, các lương y của phòng khám cho Tường Yêu Thương Cho Không đã đến thăm, tham quan và trao đổi
chuyên môn với các lương y của công ty giải pháp sức khỏe Medi-Eye mà người sáng lập và điều hành là thạc sĩ dược sĩ Hồ Văn Hiền. Được biết, thạc sĩ dược sĩ Hồ Văn Hiền có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn sức khỏe bằng Tây y. Năm 2013, ông đã nghiên cứu, quyết tìm ra một phương pháp bảo vệ sức khỏe chủ động thông qua cách chế biến bữa ăn với tên gọi thực dưỡng trường sinh Dr. Hiền và các bài thuốc dược liệu đúng phương châm nam dược trị nam nhân. Thạc sĩ dược sĩ Hồ Văn Hiền chia sẻ, ông rất quan tâm hai vấn đề trong việc chăm sóc sức khỏe con người, thứ nhất là hệ mạch máu, thứ hai là chất lượng máu. Đông y có câu, thông bất thống, thống bất thông, nghĩa là nếu mạch máu tắc nghẽn là căn nguyên của bệnh tật, với tổng chiều dài hơn 96.000 km, khó tránh khỏi nơi này tắc, nơi kia nghẽn. Máy điện trường Medit, một thiết bị y tế gia đình được Bộ Y tế Nhật Bản khuyên dùng và được Bộ Y tế Việt Nam cấp phép, chỉ cần sử dụng 30 phút mỗi ngày đã giúp cho hệ mạch máu được thông và được sạch, cải thiện các bệnh mất ngủ, tiểu đường, thoái hóa xương khớp. Cũng như chúng ta, máu cần có thức ăn và nước uống để nuôi dưỡng hơn 70.000 tỷ tế bào. Thực dưỡng trường sinh Dr. Hiền giúp chuyển hóa cơ thể sang môi trường kiềm, giảm nguy cơ các bệnh mãn tính, viêm đại tràng, huyết áp, tiểu đường, khó ngủ. Nước uống kiềm là bí quyết sống thọ của người Nhật với kích thước siêu nhỏ nano, dễ thẩm thấu, nuôi dưỡng, thải độc và kiềm hóa cơ thể, ngăn ngừa và chữa trị nhiều bệnh tật. Hippocrates, tổ sư ngành y đã nói, hãy biến thức ăn thành thuốc chữa bệnh. Dược sĩ Hiền áp dụng món thực dưỡng trường sinh Dr. Hiền với thành phần gạo lứt, nước kiềm, muối sức khỏe, Homaha, bột canh Homaha, các loại củ quả được tách độc tố, thuốc trừ sâu, phân bón bằng kỹ thuật chuyên dụng. Khi áp dụng phương pháp thực dưỡng trường sinh Dr. Hiền, nước uống ion kiềm triệt để cơ thể của người bệnh dần chuyển hóa sang môi trường kiềm. Trong môi trường kiềm, bệnh tật nói chung và ngay cả tế bào ung thư cũng không phát triển được. Với các bệnh mãn tính như hội chứng ruột kích thích, viêm đại tràng, táo bón kéo dài, viêm loét dạ dày sẽ dễ dàng được chữa lành với các bài thuốc từ dược liệu được công ty tiêu chuẩn hóa thành thực phẩm chức năng, cao thuốc, trà túi lọc. Dược sĩ Hiền mong muốn cùng đại sứ sức khỏe công ty giải pháp sức khỏe Medi-Eye góp phần kiến tạo một xã hội khỏe mạnh, hạnh phúc, cải thiện chiều cao và kéo dài tuổi thọ. Thạc sĩ dược sĩ Hồ Văn Hiền chia sẻ thêm về hành trình 3T là tư trẻ, tự tin, thọ khỏe, hỗ trợ điều trị mất ngủ, khó ngủ, tiểu đêm, ngăn ngừa và phục hồi đột quỵ sau tai biến, tái tạo sụn khớp, bảo vệ và phục hồi hệ cơ xương khớp, tăng cường hệ miễn dịch, triệu chứng hậu Covid, thông 96.000 km mạch máu, nuôi 70.000 tỷ tế bào. 3T, tinh thần tích cực, thực phẩm thích hợp, thể dục thường xuyên, hỗ trợ điều trị rối loạn tiền đình, chống mặt ù tai, qua mắt, khắc tinh của bệnh dạ dày, viêm đại tràng, hội chứng ruột kích thích, tế bào gốc y học, trẻ hóa cơ thể, hỗ trợ điều trị ung thư, hỗ trợ điều trị tim mạch, tiểu đường, huyết áp, mỡ máu, gút, quản lý hồ sơ sức khỏe định kỳ, tầm soát ung thư. Sức khỏe và trí tuệ là tài sản lớn nhất mà tạo hóa ban cho con người. Nhờ sức khỏe chúng ta mới tận hưởng được hạnh phúc. Nhờ có trí tuệ mà con người không ngừng sáng tạo các công nghệ và giải pháp mới để bảo vệ, chăm sóc và duy trì sức khỏe. Từ đó giúp con người thực hiện được ước mơ của mình. Qua chuyến giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, các y sĩ công ty trách nhiệm hữu hạn Cha Tường Yêu Thương Cho Không đã tiếp thu học tập kinh nghiệm thiết thực về các hoạt động hỗ trợ điều trị ung thư của phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và công ty giải pháp sức khỏe Medi-Eye. Qua đó cũng góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của việc bảo vệ sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật.